người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Suy niệm và cầu nguyện. Các môn đệ gặp trận cuồng phong khi vượt biển. Họ kinh hoàng vì thấy mình sắp bị nuốt chửng. Bất lực trước cơn cuồng nộ của sóng gió, họ đã đánh thức Chúa Giêsu, xin Ngài giúp đỡ. Cuộc đời nào tránh được mọi cơn giông tố? Ai trong chúng ta cũng thích biển lặng sóng yên. Nhưng giông tố lại giúp ta nhận ra mình yếu đuối, chao đảo, mong manh, bất lực, không đủ khả năng đương đầu với bao thách đố. Giông tố đưa ta đến với Đức Giêsu và phó thác cho sự trợ giúp của Ngài. Chúng con chết mất, cái chết thể lý và cái chết tinh thần, cái chết của bản thân và của tập thể mình gắn bó, cái chết của những công trình mình xây dựng. Chúa là sự sống, sao Chúa lặng yên để chúng con chịu chết? Sao Chúa để sự dữ tung hoành trên thế giới mà Thầy không lo sao? Một lời trách móc. Nhiều khi chúng ta cũng trách Chúa như vậy. Có vẻ Chúa có vô tư, lãnh đạm, hận hờ. Chúa yên ngủ khi đời ta gặp cơn giông tố. Đức Giêsu đã thức dậy, ra lệnh cho gió và biển: "Câm đi, im đi." Gió dừng ngay, biển lặng xuống. Sự lặng đi của biển đưa đến sự trầm lặng của lòng. Nỗi kinh hoàng tan biến, nỗi sợ chết cũng bay xa. Nhưng chúng ta không đòi phép lạ biển lặng trong đời. Điều quý hơn đó là lòng ta được lặng. Lòng lặng không phải vì biển lặng, mà lặng ngay giữa lúc biển động. Đó là một phép lạ lớn hơn nhiều, và đó cũng là thái độ Chúa muốn ta phải có. Tại sao các anh lại kinh sợ? Sóng gió làm gì được các anh khi Thầy đang cùng các anh ở chung một con thuyền? Đức Giêsu đòi các môn đệ không được khiếp sợ. Thầy đã làm bao phép lạ trước mắt các anh, vậy mà các anh vẫn chưa có lòng tin ư? Nếu có lòng tin thì đâu có cuống cuồng như vậy. Đức tin chỉ lộ ra khi biển động, và có thể nói biển động giúp hình thành đức tin. Đức tin lớn lên ít nhiều sau mỗi lần biển động. Thuyền đời Kitô hữu chẳng bao giờ êm ả, nó chỉ êm ả khi về tới bến. Nhưng lòng ta lại phải giữ cho bình yên, ngay cả khi Ngài không thức dậy. Dù ta đã gọi Ngài nhiều lần giữa những tiếng sóng gào thét, ta tin rằng Ngài sẽ cứu ta theo cách của Ngài. Cầu nguyện. Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thanh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa.
khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo. Xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.